មនុស្សប្រុសស្រីចំនួន 3នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ឆាបឆេះពោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងឈ្មោះកន្លែងថ្មីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយគឺហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យដូច្នេះអគ្គិភ័យនៅក្នុងរដូវកាលនេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងខ្សែភ្លើងក្តីទាំងខ្សែនិងការប្រើប្រាស់ចង្ក្រានផ្សេងៗក្តីគឺប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលបច្
không biết thầm mấy thầm mấy nì. À kì phê chạp chen nè hàng. Môi cần lây mắn đàn oi dàng hỏi nà mà nụ bày nè. Cứ tựa bàn lìa chạo lục nì tờ tàng cụ ở đây. Hai viết có chư rương mùi. Đại mần cụ ở cái phòng này. Giáng nà cả đôi miên tè đôi đại biệt khi mát bàn chùm riêp xuống chún. Đôi thầm miên tè ca prong rõ giàn. Tớp thư vô ở dương ai chư phót bì cạ là này nì bàn. Xôm chư diêm. Cà bìa, công chi diêm chìa bà. Đối chứ nó có mọi bây giờ mất được bao dương răng chạm dù. Xong mấy ta chú ý subscribe đứng lại. Đảm bây giờ tôi bàn ở bộ rộng miền thâm mây bọn thảm tiền. Cả rần này, à kì phê chạp chè. Đo giang sân thô sân thơ muối. Đói cả rần này ni bà dương tờ tàm. Cà bạc bạc thòm. Cứ đòi xa tại cả rần này cứ chlong chà rôn à kì xin ní. Tớ bần đà khai tới chìa cả rần này phương chè. Hàng bạch ni, bà dùng tờ tàm cách bình chạp bò rò bì nè. Đại chiếc bốc lực hàng nơi cần lãnh thầm mây. Đại bán lý trạng lộc và nẹ tiết cứ. Bà nô rôn rộ bùa. Giang thông ngôn nơi khôn nông cả đàn này ạ kịp hầy ní. Nơi khôn nông bê đại trẻ. Tiếp bà chiếc bò rốt. Nơi ngờ rìa đàn tờ cần lãnh hàng thầm mây. Đại sát thất nơi phá lâu mùa rôi xàm sập bạm bấy. Cái nâng phá lâu bì rôi mà phầy bạm. Cái rôi xâm thạc kia. Lơ bê xì đong, nơi khôn nông xong cách. Xa đề bộ phí, khăn tụ cực, phliêm phliêm nụ, kê cậu bàn khởi, rốt dân phần luật Aki Pai rồi bỏ cả ra giả lấy. Bọn ca, nâng phần luật Aki Pai chân tớ xung cụ bình toán, nâng banh tất phần luật đòi khởi miên bỏ rõ. Sở trái phí nè, đài rô gồm búa, nơi khăn ông nụ, cứ trái bàn chui xung cụ chân mọc rằng. Phliêm phliêm nụ xa mắt được cách khăn tụ cực. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nè rộ bộ mà nè trở bàn lìa chạy lục mình tới. Nâng mình tìm bèn. Nâng bình chôn đó mình tìm bèn có bắt bằng chỉ vật chùm nuôn bày nè. Bỏ bì nè nâng sợi mà nè. Hết cả cửa kì phê ni phóng này. Cả làng nơi bị lìa mong đọc mùi. Bất thường ngày tì xàm sợ mùi khai mạng ra cho nàng bì bòn mà phải bày. Nè đài rộng rộp búa nâng nè đài lìa chạy lộp nì tớ. Hàng cần lành thơm mây. Đài còn bóng tàng. Xong ra lông luộc nơi khôn nông đồng nếch. Bần tốt bì bố kê thơ ca nơi bề chốt. Hai, cứ đồng nâng bà thầm. Đài cơ rộng ca nghe tổ tố bàn bà thầm. Xong rộng chạm bằng thèm. Chốt nô rộng cửa. Nâng, tì mùi miên chú mùa thà. Kèm cô linh. Phết bỏ ai dụ xài sử bì chân em. Nâng, chia mốc rộ bò nè luộc cà phê. Nâng miên sọc công nát nơi khôn nông khùm chở tiếng. Khùm chở tiếng sọc bà non này khát bạc đồng bóng. Nâng nẹ đại bạc bóng chỉ vượt liêm nơi khôn nông cần lành cắt hết. Tí bì miên chú mùa, thâm phòl. Phết rây ai dụ mà phê bàm bày chân em. Mốc rộ bò chỉ nẹ ở rột tốc. Miên sọc công nát nơi khôn nông khùm càng rừng xây. Khùm mà hà rừng xây. Sọc công phong spư này khát công phong spư. Bạn lìa chạy lộp nữ tớ bế đai bánh chùn tờ càng xung cụ bình toàn được khôn nông bình tìm bét. Trong nay mà nẹ tiền, nơi bậc mình nít đại trợ bạn lìa chạy lộp ní, miền chú mô xanh xong ảnh, phết bỏ ai dụng mà phê phạm bốn chân em, mốc rô bò chì nẹ ở rột tóc, miền sọc công nạt nơi khôn nông phùm có cà bí, không có cà bí, sọc có con nì khách có con. Đối chân nó bố rô miền ní miền bản năng, đảm bây tổ tù bạn nơi bố rô miền thông mây bằng thêm tiết xôm subscribe đừng lại.